Ok, bây giờ ngồi xuống, lấy một ly nước và nghe mình review một lít nước mắt của Kito Aya nha. Bắt đầu thế nào? Mình không biết có ai giống mình không, nhưng mà trước kia mình lại rất là lười đọc sách và thường sẽ đọc những cuốn sách ngắn và dễ đọc như Hu nè, cuốn sách về chuyện về danh nhân thế giới. Và nơi mà mình tìm ra một lít nước mắt này đó chính là thư viện trường Viscundai. Trong một tiết ngữ văn lớp mình được xuống thư viện để đọc sách, thì mình là một con người rất là lười đọc sách nên là mình đã quyết định đi vòng quanh thư viện giả bộ tìm sách, để đúng hơn là để trốn đọc sách. Và sự chú ý của mình đã va phải một lít nước mắt này đây. Và cảm nhận đầu tiên của mình đó chính là khá là bất ngờ, vì đây chính là bộ phim mình đã xem cách đây rất lâu trên kênh HTV3. Chắc chắn kênh HTV3 các bạn cũng biết đúng không? Và lúc mà mình xem cái bộ phim này ở trên HTV3 thì mình đã khóc. Lúc đó mình nhớ mình mới lớp 2 thôi, và mình đã vô tình gặp lại nó khi mình đã lên năm lớp 8, và nó một khoảng thời gian rất xa, nên nó cho mình một cảm xúc rất là tò mò và bất ngờ. Cũng chính nhờ một lít nước mắt và đã đưa cho mình ra nhiều thế giới sách hơn. Và bây giờ mình cũng đang đọc rất là nhiều loại sách. Lít nước mắt đã đưa ra mình rất nhiều kinh nghiệm mồ hôi và cho mình hiểu thêm thế nào là trân trọng cuộc sống rất nhiều. Và cho đây là nội dung cho những bạn nào chưa biết nha. Có cái câu trong câu chuyện này là mình khá ấn tượng, đó chính là một tâm hồn nhạy cảm, một gia đình ấm áp, một căn bệnh hiểm nghèo, một cơ thể tự nguyện. Đúng như vậy, câu nói này như đang miêu tả đúng về Kito Aya. Đầu tiên, câu chuyện kể về cuộc đời của Kito Aya từ khi phát hiện ra bệnh hiểm nghèo thoái hóa dây sống tiểu não cho đến khi mà Kito Aya qua đời, thông qua những trang nhật ký mà Kito Aya viết qua từng ngày. Căn bệnh này là căn bệnh mà trong tiểu não bị suy giảm dần và chết, giống như các cơ không thể di chuyển được nhiều nữa. Vào thời của Kito Aya cũng chưa có phương pháp chữa trị, và chỉ có cách là làm cho cuộc đời thêm dài hơn mà thôi, chứ không có phải là hết hẳn hoàn toàn. Nên qua từng ngày, những cơ trên người của Aya dần chậm hơn. Cái bước đi chập chững đó là biểu hiện cho căn bệnh thoái hóa dây sống tiểu não, cho đến khi mà Aya không thể làm được gì nữa, không thể viết, không thể nói và không thể làm gì mà một mình làm, và phải nhờ người khác giúp đỡ với một chiếc xe lăn điện. Khó khăn đối với một người mà phải chống chọi với căn bệnh này ở cái tuổi mà 14, 15 thôi. Và những cái câu chuyện giống như là Aya phải chuyển trường, Aya đi thi cấp 3, Aya không thể tập thể dục cùng với bạn, Aya không để đến thư viện, hay là hỏi bác sĩ một câu hỏi rất là dễ thương rằng là con có thể cưới được không, khi mà đi một cái buổi lễ đám cưới. Và những cái câu chuyện trong đây đều từ trong lòng Aya viết ra, và đều muốn mang một cái hy vọng là mình có thể vượt qua khỏi cái căn bệnh thoái hóa dây sống tiểu não này, để có thể là chạy như người bình thường, đi đến thư viện. Mình thấy rất là thương cho Aya, vì mình thấy mình đang sống với một cuộc sống rất là thoải mái. Mình sống mình còn coi thường sức khỏe của mình, ăn uống thì không có được healthy, rồi ngủ thì vài khi ngủ được có 7-6 tiếng à. Mình cảm giác là mình đang coi thường sức khỏe của mình. Và vài khi á, mình để ý rằng là ở cái tuổi teen này, mọi người khi mà có cái tuổi này á, thì hay rất là tự ti về ngoại hình. Nếu như mình đã từng bị tự ti về cánh tay, bắp chân hay là bụng. Mình tự ti là vì tại sao mình không thể ốm như họ. Nhưng mà khi mình đọc được câu chuyện này, mình mới biết rằng là mình thật hạnh phúc khi mình không thể bị gặp bệnh như Aya. Và mình cũng hạnh phúc khi mà mình có một cuộc sống đã và sẽ không gặp những cái vấn đề khó khăn như Aya đang gặp phải. Thì mình cũng phải cảm ơn cuộc sống của mình. Và nhưng gia đình của Kito Aya đã vẫn luôn giúp đỡ hết mình để mong chờ một ngày con gái cả của mình khỏi bệnh. Tuy nhiên điều đó đã không thể đến với gia đình Kito Aya. Kito Aya đã ra đi vào năm 23 tuổi. Và trước khi mất, Kito Aya đã cố gắng phát âm ra chữ A là Ajinomoto trong tiếng Nhật để cảm ơn gia đình của mình. Và đến khi Kito Aya qua đời cũng được bao bọc bởi gia đình và người thân, vì những người đó luôn giúp đỡ Kito Aya đến ngày cuối cùng, khi mà Kito Aya đã phải nằm liệt giường và chuẩn bị phải đến một thế giới mới. Thấy được sự nghị lực phi thường của Aya trong khi viết những chiếc trang nhật ký này. Vì Aya viết từ khi mà cơ thể mình dừng có những triệu chứng ban đầu, cho đến khi mà cơ thể dường như không thể di chuyển được nữa, tay cũng không thể viết được và phải chỉ vào những cái bảng để nói hay là để đọc, và viết thì cũng rất là ngoằn ngoèo. Nên cho đến khoảng một thời gian nhất định nào đó thì mẹ Aya và bác sĩ đã phải viết vào cuốn nhật ký này, và câu chuyện của Aya đã chấn động toàn Nhật Bản và dần được làm thành phim. Đó là phim Một Lít Nước Mắt ở trên HTV3. Mình rất là thích cuốn Một Lít Nước Mắt này. Mình nghĩ là nếu như bạn nào đang lùi đọc sách hay là đang không muốn đọc sách thì hãy đọc cuốn này nha. Mình rất là recommend cuốn này, vì hồi đó mình là con người rất là lười đọc sách, các bạn cũng có thể biết. Nên là khi mình đọc cuốn này mình cảm thấy mình rất là cuốn. Mình cuốn vào những cái cốt truyện của nó là mình phải càng muốn đọc thêm. Và khi mình đọc hết rồi mình thấy mình thật là nể phục mình, vì cái trang nó rất là dày và mình cũng đã đọc được hết. Nên mình sẽ rất là recommend mọi người đọc cuốn này. Nó được chấm trên thang điểm thì mình sẽ chấm là 8.5/10 nha. Thank you mọi người, bye bye và hẹn gặp lại nha. Thank you. Poemi があるというよ